Chào mừng các em đến với các chuyên đề ôn tập môn sinh chuẩn bị thi Trung học phổ thông quốc gia do báo Thanh niên tổ chức. Hôm nay thầy sẽ đến với em qua chuyên đề thứ hai, tính số loại thể ba khác nhau về kiểu gen. Thầy xét trường hợp bổ nhiễm sắc thể của một loài là 2N là 8, tức là lúc này trong tế bào sinh dưỡng của loài này, trong nhân, mỗi tế bào sinh dưỡng sẽ có 8 nhiễm sắc thể, tồn tại thành 4 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Thể 3 là trường hợp một cặp nhiễm sắc thể nào đó có 3 chiếc. Trong hình, thầy giả sử cặp số 1 có 3 chiếc thì gọi là thể 3. Lúc đó ký hiệu bộ nhiễm sắc thể là 2N cộng 1 là 9. Nếu trên cặp nhiễm sắc thể số 1, ở đây thầy ký hiệu đó là cặp nhiễm sắc thể thường, xét một locus có 2 allele A lớn A nhỏ, thì số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen ở locus này sẽ là 4, gồm có 3 A lớn, 3 A nhỏ, 2 A lớn, 1 A nhỏ và 1 A lớn, 2 A nhỏ. Ở đây chúng ta nhận xét một điều, trong 4 loại thể 3 này thì sẽ có 2 loại thể 3 ở trạng thái đồng hợp là 3 A lớn và 3 A nhỏ. Còn ở trạng thái dị hợp thì được hình thành bằng cách đó là 1 allele sẽ kết hợp với 2 allele của một loại allele khác thì sẽ tạo ra được một kiểu gen dị hợp. Và ở đây, em để ý là allele A lớn và A nhỏ nó cũng chính là số loại giao tử tạo ra từ locus này. Bởi vậy, trong một trường hợp tổng quát, hãy xét một locus có N loại allele thì lúc đó sẽ cho ra N loại giao tử. Và N loại giao tử này sẽ tạo nên các loại thể 3 gồm có N loại kiểu gen đồng hợp và ở kiểu gen dị hợp, giống như hồi nãy thầy đã nói, là được hình thành do một loại allele này kết hợp với 2 allele hay là 2 loại giao tử, 2 giao tử của một loại allele khác. Tức là kiểu gen dị hợp thầy sẽ có N cách chọn của một loại giao tử và thầy chọn 2 giao tử của loại allele khác thì thầy sẽ còn N trừ 1 cách chọn. Cho nên số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen trong trường hợp một locus có N allele trên nhiễm sắc thể thường sẽ là N kiểu gen đồng hợp cộng cho N nhân N trừ 1 kiểu gen dị hợp, tức là bằng N bình. Tuy nhiên, nếu như N lớn hơn bằng 3, tức là số loại giao tử lớn hơn bằng 3, thì lúc này loại thể 3 dị hợp về kiểu gen sẽ xuất hiện thêm trường hợp là chứa cả 3 loại giao tử khác nhau. Thì lúc đó, số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen chúng ta sẽ cộng thêm cho trường hợp này, tức là sẽ là tổ hợp chập 3 của N, bởi vì thầy cứ chọn ngẫu nhiên 3 loại giao tử không theo trật tự. Trong N loại giao tử thì sẽ xuất hiện thêm một loại kiểu gen dị hợp về thể 3. Như vậy, nếu N lớn hơn bằng 3, thì số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen sẽ là N bình cộng cho tổ hợp chập 3 của N. Ví dụ thầy xét một locus thứ hai là B lớn, B nhỏ. Thì lúc này, trên cặp nhiễm sắc thể số 1 này sẽ tạo nên 4 loại giao tử khác nhau. Đó là giao tử A lớn, B lớn, giao tử A lớn, B nhỏ, giao tử A nhỏ, B lớn và giao tử A nhỏ, B nhỏ. Lúc đó, ta áp dụng công thức này thì chúng ta sẽ được số loại thể 3 là 4 bình phương cộng cho tổ hợp chập 3 của 4, tức là bằng 20 loại. Trong một trường hợp tổng quát nhất, trên một cặp nhiễm sắc thể thường, thầy xét nhiều locus, mỗi locus có nhiều allele. Ví dụ như locus 1 có N1 allele, locus 2 có N2 allele tương tự, và các locus này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường, thì số loại giao tử khác nhau được hình thành ở cặp này, thầy ký hiệu là chữ G, nó sẽ bằng N1 nhân N2. Chúng ta cứ nhân lại hết thì sẽ ra được số loại giao tử. Và số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen ở cặp nhiễm sắc thể thường này sẽ là G bình phương cộng cho tổ hợp chập 3 của G. Và nếu như G mà nhỏ hơn 3, thì lúc đó số loại thể 3 khác nhau về kiểu gen sẽ là G bình phương. Để tính số loại kiểu gen lưỡng bội khác nhau,
Ở đây, thầy xét trường hợp là trên cặp nhiễm sắc thể số 2, cũng là cặp nhiễm sắc thể thường, thầy xét một locus có hai allele là D lớn và D nhỏ. Thì lúc đó số loài cử sen lưỡng bội ở cặp nhiễm sắc thể số 2 này sẽ là 3, gồm có D lớn, D nhỏ và D lớn, D nhỏ. Ở đây chúng ta cũng nhận xét một điều, kiểu sen D lớn và D nhỏ là kiểu sen đồng hợp. Và nếu như một locus có N allele khác nhau, thì locus đó sẽ tạo nên N loại giao tử khác nhau và sẽ cho mình N loại kiểu sen đồng hợp. Còn kiểu sen dị hợp là khi chúng ta cứ chọn ngẫu nhiên hai allele, tức là hai loại giao tử ở locus đó không theo trật tự, thì chúng ta sẽ được một kiểu sen dị hợp, tức là tổ hợp chập 2 của N. Cho nên trong một trường hợp tổng quát, thầy xét một locus có N allele, thì lúc đó số loại cử sen sẽ là N cộng cho tổ hợp chập 2 của N. Trong một trường hợp tổng quát hơn, thầy xét nhiều locus cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Thì lúc đó số loại giao tử được tính như trường hợp ban đầu thầy đã giới thiệu, đó là số loại giao tử sẽ bằng N1 nhân N2 nhân, mà em chỉ cần nhân số lượng allele ở mỗi locus cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng lại thì chúng ta sẽ ra được số loại giao tử. Và số loại kiểu sen lưỡng bội sẽ là G cộng cho tổ hợp chập 2 của G. Trong phần này, thầy chỉ hướng dẫn mà em tính số loại kiểu gen lưỡng bội trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Còn 3 trường hợp nữa, đó là số loại kiểu gen lưỡng bội của gen nằm trên vùng không tương đồng của X, hoặc là nằm trên vùng không tương đồng của Y, hoặc là nằm trên vùng tương đồng của X và Y, thì thầy sẽ có một chuyên đề khác giới thiệu em về cách tính của các trường hợp này. Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài tập để mà vận dụng kiến thức vừa rồi. Ở một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N là 6, xét 3 cặp sen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể. Mỗi sen quy định một tính trạng và các allele là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể, và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản, cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? Và đề cho mình 4 phát biểu. Đây là một câu từng được hỏi trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong năm vừa rồi. Chúng ta cùng phân tích phát biểu thứ nhất. Ở loài này có tối đa 42 loại kiểu sen. Bởi vì đề chỉ nói chung là 42 loại kiểu sen, trong khi đó đề cho mình là do đột biến, ở loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Cho nên trong 43 loại kiểu sen này, bao gồm những kiểu sen lưỡng bội bình thường và những kiểu sen khác nhau ở các dạng thể ba. Cho nên, hãy xét trường hợp đầu tiên là kiểu sen ở dạng lưỡng bội bình thường. Ở đây 2N là 6, tức là ta có 3 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Và A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, D lớn nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể này, tức là chúng sẽ tuân theo quy luật phân ly độc lập. Lúc đó, chúng ta chỉ cần xét từng cặp nhiễm sắc thể, rồi chúng ta nhân kết quả xét riêng đó lại thì sẽ được yêu cầu của đề bài. Ở đây, thầy xét cặp A
Thì A ở trạng thái lưỡng bội sẽ cho mình ba loại kiểu sen, đó là A lớn, A nhỏ và A lớn, A nhỏ. Tương tự ở B cũng sẽ cho mình ba loại kiểu sen. Ở D thì chỉ có một loại kiểu sen là D lớn, D lớn. Cho nên số loại kiểu sen lưỡng bội sẽ là 3 nhân 3 nhân 1 là 9 loại kiểu sen. Trường hợp thứ hai là số loại thể 3. Mang phân ra số loại thể 3 sẽ có 3 trường hợp là số loại thể 3 ở cặp mang locus A, mang locus B hoặc mang locus D. Mem xem lại công thức lúc nãy. Nếu như một locus chỉ có hai allele thì số loại thể 3 sẽ là n bình phương. Còn khi nào mang số lượng allele lớn hơn bằng 3 hoặc là số loại dư tử được hình thành tại cặp nhiễm sắc thể đó lớn hơn bằng 3 thì lúc đó chúng ta sẽ áp dụng công thức số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen sẽ là n bình phương cộng cho tổ hợp chập 3 của n. Bởi vậy, trong trường hợp này, nếu như số loại thể 3 là nằm ở cặp A lớn A nhỏ thì A lớn A nhỏ chỉ cho mình hai loại giao tử là A lớn và A nhỏ mà thôi. Chính vì vậy, số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen ở cặp A lớn A nhỏ này sẽ là hai bình phương. Lúc đó B và D phải ở trạng thái lưỡng bội thì B sẽ có 3 loại kiểu sen, D có một loại kiểu sen. Tức là số loại kiểu sen khác nhau về thể 3 ở cặp A này sẽ là hai bình phương nhân 2 nhân 1. Ở trường hợp B cũng tương tự, cho nên thầy sẽ nhân lên tiếp cho 2. Và nếu như thể 3 ở cặp D, bởi vì D thì chỉ có một allele đó là D lớn, cho nên số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen ở cặp D này sẽ là một bình phương. Và ở A và B ở dạng lưỡng bội thì sẽ tạo nên ba loại kiểu sen. Tức là một bình phương nhân 3 nhân 3 là được tổng cộng là 33. Như vậy, ở lời này, số loại kiểu sen tối đa sẽ là 33 cộng 9 là bằng 42. Cho nên phát biểu thứ nhất này là đúng. Chúng ta xem qua 4 phát biểu thì ở phát biểu thứ ba, ở loài này có thể 3 tối đa 33 loại kiểu sen. Như đã tính toán hồi nãy, chúng ta thấy số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen là 33 loại, cho nên phát biểu thứ ba này cũng đúng. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong 3 trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 3 sao của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế QS Star Anh Quốc và đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi cũng tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng trăm đối tác doanh nghiệp và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật công nghệ. Năm 2019, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét học bạ Trung học Phổ thông lớp 12, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập và theo diện cử tuyển. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số 1900 2039. Bây giờ chúng ta qua phát biểu thứ hai. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng có tối đa 20 loại kiểu sen. Cũng giống như là phát biểu thứ nhất, đề chỉ nói là 20 loại kiểu sen, cho nên ở đây có thể là các loại kiểu sen lưỡng bội hoặc là các loại kiểu sen về thể 3. Và lưu ý ở đây là đề đang yêu cầu mình tính các cây mang kiểu hình trội về cả ba tính trạng. Trước tiên, hãy cũng xét trường hợp thể... Trước tiên, thầy cũng xét trường hợp đó là số loại kiểu sen lưỡng bội. Kiểu sen lưỡng bội ở A mà mang kiểu hình trội thì chỉ có hai loại kiểu sen. Bởi vì đề cho mình là trội hoàn toàn, cho nên chỉ có hai loại kiểu sen quy định được kiểu hình trội, đó là A lớn và A lớn A nhỏ. Tương tự ở B cũng chỉ có hai loại kiểu sen quy định tính trạng trội, đó là B lớn và B lớn B nhỏ. Còn ở D thì chỉ có một loại kiểu sen là D lớn. Cho nên số loại kiểu sen lưỡng bội khác nhau quy định cả ba tính trạng trội thì sẽ là 2 nhân 2 nhân 1 là bằng 4. Trường hợp thứ hai là số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen. Thì chúng ta cũng chia ra có 3 trường hợp. Thể 3 có thể là ở cặp A, ở cặp B hoặc là ở cặp D.
Nếu như thể 3 ở cặp A thì sẽ có 3 loại kiểu gen quy định tính trạng trội, đó là 3A lớn, 2A lớn, 1A nhỏ và 1A lớn, 2A nhỏ. Lúc đó B và D phải ở trạng thái lưỡng bội bình thường. Cho nên nếu như số loại thể 3 ở cặp A quy định cả 3 tính trạng trội sẽ là 3 nhân 2 nhân 1, tương tự cho ở B. Cho nên thầy sẽ có là 3 nhân 2 nhân 1 nhân 2. Và nếu như thể 3 là ở cặp D, bởi vì D chỉ có một loại kiểu gen, cho nên số loại kiểu gen của cây mang kiểu hình trội về cả 3 tính sẽ là 1 nhân 2 nhân 2. Bởi vì ở A và B ở trạng thái lưỡng bội thì chỉ có 2 kiểu gen quy định tính trạng trội như thầy đã phân tích hồi nãy. Như vậy, số loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tính trạng sẽ là 16 cộng 4 là 20 loại kiểu gen. Phát biểu này là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ qua phát biểu thứ tư. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về một trong 3 tính trạng có tối đa 10 loại kiểu gen. Đề yêu cầu mình xác định số loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về một trong 3 tính trạng. Ở đây mấy em nhận xét một điều là D chỉ có một allele, đó là D lớn, cho nên ở D sẽ không xuất hiện được kiểu hình lặn. Thứ hai là ở D chỉ có một allele, cho nên trong các trường hợp hồi nãy thầy đã giải thì D cho dù ở dạng lưỡng bội hay là ở dạng thể 3 đều chỉ có một loại kiểu gen mà thôi. Vì vậy, kiểu hình lặn về một trong 3 tính trạng thì chúng ta chỉ xét A lặn hoặc B lặn mà thôi. Và chúng ta cũng sẽ xét hai trường hợp, đó là ở dạng lưỡng bội và ở dạng thể 3. Đầu tiên, hãy xét trường hợp đối với cây lưỡng bội bình thường. Lúc đó, nếu như A lặn thì A chỉ có một loại kiểu gen, thì B và D phải mang tính trạng trội. B mang tính trạng trội thì B có hai loại kiểu gen, đó là B lớn và B lớn B nhỏ. Ở D thì chỉ có một loại kiểu gen. Cho nên trong trường hợp này chỉ tạo ra được là 1 x 2 x 1 là hai loại kiểu gen. Tương tự, nếu tính trạng lặn là ở B thì cũng tạo ra được hai loại kiểu gen. Vì vậy, đối với cây lưỡng bội bình thường, số lượng loại kiểu gen mang kiểu hình lặn về một trong 3 tính trạng sẽ là 2 cộng 2 là bằng 4 loại kiểu gen. Đối với cây thể 3, tính trạng lặn do gen có thể nằm trên cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc hoặc là nằm trên cặp nhiễm sắc thể có 2 chiếc. Và thầy lưu ý là thầy đang xét trường hợp là ở cây thể 3. Cho nên, nếu như gen quy định tính trạng lặn nằm trên cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc thì có thể là nằm trên cặp A hoặc cặp B hoặc cặp D. Và nếu như nằm trên cặp A thì lúc đó B và D phải là cặp 2 chiếc bình thường, tương tự cho trường hợp B. Còn D thì mình không có xét, bởi vì như phân tích hồi nãy, D chỉ có một allele, đó là D lớn. Và đây là allele quy định tính trạng trội, cho nên mình sẽ không xét trường hợp gen quy định tính trạng lặn nằm trên cặp nhiễm sắc thể mang D lớn này. Lúc đó, nếu cặp nhiễm sắc thể có 3 chiếc mang A lớn, A nhỏ, thì lúc đó gen quy định tính trạng lặn chỉ có một loại kiểu gen là 3A nhỏ và B sẽ ở dạng 2 chiếc bình thường và quy định tính trạng trội, tức là B sẽ có hai loại kiểu gen là B lớn và B lớn B nhỏ. Còn D thì chỉ có một loại kiểu gen. Cho nên trong trường hợp này ta sẽ có số loại kiểu gen là 1 x 2 x 1, tức là 2. Và lập luận tương tự trên B thì chúng ta cũng có hai loại kiểu gen. Như vậy, đối với cây thể 3, nếu tính trạng lặn do gen nằm trên cặp có 3 chiếc, chúng ta sẽ có 2 cộng 2 là bằng 4 loại kiểu gen. Hãy xét trường hợp thứ hai là tính trạng lặn do gen nằm trên cặp nhiễm sắc thể có 2 chiếc. Nếu cặp nhiễm sắc thể có 2 chiếc này là ở A thì lúc đó B phải là cặp có 3 chiếc hoặc là 2 chiếc. Nếu B là cặp có 3 chiếc thì D phải là cặp 2 chiếc và ngược lại, bởi vì thầy đang xét trường hợp là thể 3. Vì vậy,
Nếu như cặp A có hai chiếc và mang tính trạng lặng thì A chỉ có một loại cosine là A nhỏ A nhỏ. Nếu B là cặp có 3 chiếc thì B mang tính trạng trội sẽ có 3 loại cosine. Còn D thì luôn mang một loại cosine. Trường hợp thứ hai là nếu như B là cặp 2 chiếc và D là cặp 3 chiếc thì lúc đó B sẽ có hai loại cosine quy định tính trạng trội là B lớn và B lớn B nhỏ. Như vậy, số loại cosine quy định tính trạng lặng về một trong ba tính trạng đối với cây thể ba trong trường hợp là sen quy định tính trạng lặng nằm trên cặp có hai chiếc sẽ là 3 cộng 2. Và trong trường hợp cặp có hai chiếc này là ở B thì chúng ta tính toán tương tự, cho nên thầy sẽ có là 3 cộng 2 là 5, tất cả nhân cho 2 là 10. Như vậy, số loại cosine ở cây mang kiểu hình lặng về một trong ba tính trạng chúng ta sẽ có là 4 cộng 4 cộng 10 là 18 loại cosine. Trong khi đó, đề bài chỉ cho mình 10 loại cosine, cho nên phát biểu này là không chính xác. Tóm lại, trong câu này có 3 phát biểu đúng là phát biểu 1, 2 và 3. Trong câu này, nếu như mấy em nhớ được công thức tính số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen mà thầy đã cung cấp, thì việc giải bài toán sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Riêng phát biểu thứ 4, thì mấy em cần phân biệt các trường hợp, mấy em chia các trường hợp trong đầu của mình ra và mình tính toán từng trường hợp này. Và sau khi tính toán trên từng trường hợp, ta tính tổng các trường hợp lại bằng cách là chúng ta cộng các trường hợp lại mà thôi. Thì chúng ta có thể giải được câu này trong một thời gian ngắn và không mất nhiều thời gian để dành thời gian làm cho các câu khác trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Hy vọng chuyên đề này giúp được các em về mặt tính toán khi xác định số loại thể 3 khác nhau về kiểu sen. Đây là một trong những dạng bài tập hay xem là khó trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em nhiều sức khỏe, ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Cảm ơn các em. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học.